Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái cách chữa bệnh tại nhà. Cái cách này là mình đặc biệt dành riêng cho những bạn chưa rành về thảo dược nha. Những bạn không rành về đông y nhưng lại thích sử dụng thảo dược và thích nghiên cứu thảo dược, thì các bạn có thể thử những cái cách, những cái mẹo chữa này. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái cách là chữa cho cái trường hợp là da vàng, kém ăn, chóng mặt. Nhất là phụ nữ sau sinh á, thường hay bị chóng mặt. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách này. Các bạn sử dụng hạt gấm là 500g. Nghệ vàng, mà nghệ tươi nha các bạn, là 100g. Các bạn lấy hạt gấm sao vàng rồi tán nó thành bột. Nghệ tươi thì các bạn đem đi luộc, lột bỏ vỏ ngoài rồi giã nát. Các bạn trộn hai cái vị thuốc này lại với nhau, rồi các bạn vo nó thành viên, viên nhỏ cỡ hạt bắp thôi. Rồi các bạn đem đi phơi, phơi khô để dùng dần. Cái thuốc này thì các bạn có thể uống một ngày 3 lần. Mỗi lần như vậy là các bạn có thể sử dụng 15 viên nha. Rồi thì trên đây là một cái cách chữa về cái chứng da vàng, ăn kém, chóng mặt sau khi sinh. Đây xem như là một cái mẹo đơn giản để cho các bạn có thể tự áp dụng tại nhà nha. Nhất là mấy bạn mà không rành về đông y thì có thể tự làm cái cách này. Mình chia sẻ cái cách này với mong muốn rằng các bạn yêu thảo dược có cái để mà nghiên cứu, để mà thực hiện, để mà có kinh nghiệm. Hy vọng rằng cái cách này nó sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn nha. Rồi thì cái video này mình sẽ kết thúc tại đây nha. Mình xin chào tất cả mọi người nha.